À, chúc đại gia đình chúng ta an lạc với A Di Đà Phật. À, có một câu chuyện kể vị nghe. À, có một cô này, cô nói như Đức khi mà có lần cô mang thai mà người chồng đi nhậu về, ông sân si cái gì đó mà ông bay vô ông quýnh cô, ông đạp cô hư thai. Từ đó về sau cô hận ông 3 năm chờ, tuy là sống cùng chung trong nhà nhưng mà cái tâm hận thù cô dành cho ông cô không thể nào nguôi ngoai được, không buông xuống được. 3 năm khổ đau vô cùng, nghĩa là ông có xin lỗi, ông làm mọi cách gì cô vẫn không nguôi ngoai, không buông ra được. 3 năm chờ, cô nói rằng là trong tâm của cô nói là tại sao mà ông lại đánh cô mà đến mức như vậy. Nghe quýnh là tại ông nhậu xỉn đó, rồi ông quýnh rồi ông đạp làm sao đó hư thai luôn. Hạn 3 năm không thể nào mà cô nghĩ rằng là cô nói có hạn cả đời không thể nào mà buông ra được luôn. Rồi cô có một người bạn, người bạn đó tặng cho cô một chiếc máy nghe pháp. Mà cô nghe tới cái câu mà thiếu nợ thì trả đi, than van làm gì, và cô nghe tiếp tục. Vậy mà cuối cùng cô buông cái tâm hận thù. Mà khi cô buông cái tâm hận thù rồi, cô nói nha, giống như cô vác trên vai cả ngàn ký mấy năm nay. Khi cô buông xuống một cái thôi, cô nói nó nhẹ nhàng, đừng có nói. Và từ đó về sau, cô nói là từ xa mà cô biết ơn ấy nha. Mà cô cứ nghe pháp rồi cô niệm Phật, biết ơn, cái tâm biết ơn á. Đó là giống như vác trên vai cả ngàn ký mà mấy năm khổ đau cỡ nào chứ, mà cô nghe một cái thôi mà cô buông xuống, có nghĩa là trong lòng cũng đuối lắm mà cái ngã, cô nói rằng cái ngã cũng không thể nào buông được. Nhưng mà khi cô nghe rồi một cái, tự nhiên cô buông liền, cô buông liền. Cô đến cô gặp ông, cô nói rằng cô không có giận trách gì ông nữa chứ. Nó có nghĩa là gia đình bây giờ rất hạnh phúc và cô rất biết ơn. Mà khi mà cô gặp mình là cô cảm ơn mà cô khóc thiệt nhiều. Thì vì biết rằng là cái tâm mà hận thù nó đáng sợ, tâm hận thù đáng sợ lắm. Nhưng mà vì để ý nha, tất cả con người mà trong cái nghịch cảnh nghịch duyên mà chịu niệm Phật đa phần những người này thành tựu thù thắng. Vì để ý nên Phật dạy lấy khổ làm thầy, cái gì mà trong nghịch cảnh nghịch duyên mà chịu tu là thành tựu lớn. Đó. Mà đa phần cái cõi này của mình là nghịch cảnh nghịch duyên nhiều. Bây giờ giàu sang phú quý nó cũng nghịch, nó nằm bên trong. Nó lạ vậy đó. Vì trong thuận cảnh thuận duyên mà nó đầy đủ quá mà mình chịu tu là nó nghịch thôi. Nó ngược lại là nó chịu tu là không có dễ đâu. Quý vị nhớ nha. Nó quá thuận mà bây giờ mình chịu tu là cái này không đơn giản chút nào. Mà đa phần là phải có cái khổ gì trong thì mới tu. Mà nhất là trong nghịch cảnh nghịch duyên tu. Giống như con bé Liên Tịnh 11 tuổi thôi, mới có 11 tuổi thôi mà bệnh đau, mà nó bệnh đau là nghịch cảnh nghịch duyên chứ sao. Cái bụng bé nó cứng ngắc à, nó bự dữ lắm. Bé Liên Tịnh nó cái bụng với cái gì ở trong nó bự dữ lắm, nó cứng ngắc à, nó căng da bụng cháo ra, mà cái da nó non như da nít vậy, nó căng bự ra mà nó cứng ngắc cái chỏng à, nó đau đớn không tưởng tượng được. Nó vậy mà mình khuyên bé niệm Phật mà bé trong cái nghịch cảnh nghịch duyên có 11 tuổi thôi mà chịu niệm Phật, nó phát nguyện sanh cực lạc. Vì thấy con bé ra đi thù thắng chưa, bé Liên Tịnh là ra đi quá thù thắng luôn. Khi nó mắc xong mà hộ niệm cho nó xong mà cái gương mặt nó đẹp còn hơn còn sống, đây là xác thực. Mà trước khi ra đi nghe tỉnh táo vô cùng, tỉnh táo vô cùng luôn. Mà cái đặc biệt là cháu nó để lại chiếc lắc A Di Đà Phật lại cho những đức, chiếc lắc bạc mà thiêu rụi hết trơn mà cuối cùng chiếc lắc còn y nguyên. Mình kể những câu chuyện này mình thấy đúng là trong nghịch cảnh nghịch duyên mà chịu tu á, chịu niệm Phật là tự nhiên nó thù thắng. Mày bị nhớ nghe, cái câu Phật hiệu này khi bị niệm mà lỗ tai bị nghe nghe. Có những lúc tự nhiên quý vị đang buồn giận hận trách một cái gì, câu Phật hiệu bị nghe bị lọt vào nhĩ căn đó, nó giải liền. Lạ lắm.
Ví dụ như quý vị lên tu tu mà quý vị cứ là tu giống như không có cảm giác gì là do gì? Cái lỗ tai nó không nghe được có vật hiệu. Chứ nếu như nó nghe có vật hiệu mà lúc quý vị niệm nhẹ nhàng mà niệm du dương nghe, mà nghe có vật hiệu nó lọt vào nhĩ căn một cái vị an lạc vô cùng. Nên Ấn Tổ ngày nói là miệng niệm tai nghe, cái lỗ tai nghe quan trọng vô cùng. Còn niệm mà hờ hợt là nó không nghe đó. Niệm hờ hợt mà tu một thời nó không nghe được gì luôn á. Mà khi mà mình mà niệm mà mình chân thật nhiệt tình hết mình mà mình nghe có vật hiệu nó du dương thì sao á, mà cái âm thanh cái tiếng niệm Phật những đức cái điệu lễ bốn chữ này nó du dương, mà thường những đức niệm Phật là cái tiếng rất du dương nha, mà quý vị mà niệm nhẹ nhàng lướt theo thôi mà bị nghe được đi thì sẽ thấy nghe được có vật hiệu hay dữ lắm, nó lạ tai là nó bực bội phiền não gì nghe, mà nghe có vật hiệu là nó giải, có vật hiệu nó giải lạ thường lắm, cực kỳ hay. Quý vị thí nghiệm thử, quý vị niệm Phật quý vị chân thật, quý vị chắp tay ngay ngắn đàng hoàng bị nghe tới có vật hiệu đi. Quý vị niệm mà giống như mắt mình híp 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 mà đừng ngủ nghe, híp híp thôi đừng ngủ, mắt híp 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 mà niệm mà nghe nghe là quý vị biết rằng là nó lọt vào nhĩ căn mình, có vật hiệu này không đơn giản, hay dữ lắm, thật sự rất là hay đó. Nó như bé liên tịnh, nó nghịch cảnh nghịch duyên thành tựu lớn thôi, nó giống như cái bà mà hoa sen nó nở từ miệng ra thôi, nó bị tiểu đường mà ăn muốn bứt cái chân nó phải dẫn đâu, khi gần mắt mà quý vị biết rằng là thịt gớt ra luôn đó, cái bà tiểu đường đó đó khổ quá khổ, mà không có nhà cửa gì, ở đậu người ta mà đi lượm rác đi, đi không đi 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 đi, đi lượm lon làm gì đó, bà đó khổ lắm á. Vậy mà tặng là được kiếp mấy mà bà nghe, mà bà mỗi tuần chủ nhật bà xin mấy bà kia cho bà đi theo đoàn đi lên niệm Phật, mà khi mà gần chết mà bà lết về chùa gần chết lết về chùa ngay trước cổng chùa mà nằm đó bà chịu chặn kinh chứ quý vị. Riêng cái bà đó nghe mà nằm ngay cổng chùa nghe, mà lúc đó thật sự nghịch cảnh nghịch duyên thì không muốn nhận bà luôn, ghê thiệt chứ, đưa vô vòng hộ niệm rồi cái còn gầy bà nữa. Vậy mà bà nằm y bà niệm Phật vậy đó. Cuối cùng đi luôn ngon lành, thấy chưa, nghịch cảnh nghịch duyên thấy khổ kinh khủng chưa, mà bả mà không kiên trì bả nằm ngay cái cửa chùa là bả không được hộ niệm, nó khổ đau mà cuối cùng lao vô chùa, thấy chưa. May mắn thay mà gặp nhạn mà vô vòng hộ niệm thành tựu thù thắng, lúc bình thường không ai biết đến, vậy mà mắt ra đi bao nhiêu người biết đến luôn, cũng làm ảnh hưởng tịnh độ trong một thời đó chứ không chuyện giỡn chơi đâu. Lúc đó háo hức cái người niệm Phật lên, bé liên tịnh cũng vậy, nó tính ra mà khoảng chắc mấy triệu người biết được chứ giỡn đâu. Nên từ nơi đó mà đó là những tấm gương niệm Phật đặc biệt mà toàn trong nghịch cảnh nghịch duyên. Thì coi như cái câu chuyện mà nghịch duyên vậy, thấy không, cái nghịch duyên thành tựu ta đa bằng thù thắng không, nghe lạ vậy đó, nghịch duyên mà chịu tu là thù thắng à. Nên mình mà tu hành mà gặp cái nghịch cảnh nghịch duyên đừng có bỏ tu nghe không, đừng có bỏ niệm Phật. Nó cái bà nghịch duyên thấy chưa, ai nghịch bằng bà không, mà người ta chịu niệm Phật á, mà người ta nghe pháp gì, ta nghe mấy lần thôi mà người ta tin tưởng, người ta nghe là người ta tin liền, giống như người ta được khai thị cái là người ta tin liền, còn mình nói hoài mình cũng không tin bởi vì thua vậy. Người ta cái thiện căn nó đặc biệt, nói cái là người ta tin, nói là người ta tin vậy đó, mà ta nắm câu vật hiệu ta niệm vì khó khăn cỡ nào chưa, thì bị đây có ai mà khó khăn đến mức mà như cái bà nghịch duyên không, niệm Phật mà mở đi mà trốn chồng mà bà niệm Phật mà chỉ cái bức tranh bà tháo ra bà niệm xong bà quắn lại, vậy mà bà đang niệm Phật cầm nguyên con cá để trước mặt bà kêu bà đi bằng cá, đơn giản hả quý vị, nghĩ đơn giản sao, lúc đó là mình sân si là mình chửi lại rồi đó, nhưng mà người ta không có gì chứ. Ta đi làm cá tới cuối cùng cầm chân heo cho chồng giết, vì thấy kinh không, cái nghịch cảnh nghịch duyên trong cái trở ngại mà niệm Phật á là tín nguyện đấy, mà tín nguyện là thành tựu thù thắng, tín nguyện là thành tựu thù thắng. Có câu cái hỏi thầy ơi, bây giờ con ở nhà con, bây giờ con tu mình nè, mà cuối cùng không có ai hộ niệm cho con thì sao? Nói bà mà tín nguyện niệm Phật cuối cuộc đời của bà Phật A Di Đà, Bồ Tát Quán Thế Âm, Bồ Tát Đại Thế Chí, bà thánh chúng đến hộ niệm, bà dám tin không? Bà nói không dám, không dám mà thôi. 100% luôn, nếu như quý vị mà tín nguyện niệm Phật đó nghe, trong nghịch cảnh nghịch duyên trở ngại cỡ nào vì cũng niệm Phật nghe, khi cuối cuộc đời quý vị là chắc chắn là Phật A Di Đà đến, Bồ Tát Quán Thế Âm Đại Thế Chí, Bồ Tát hàng thánh chúng đến hộ niệm quý vị đó. Tại vì sao?
Vì bổ nguyện của các ngài là tiếp dẫn người niệm Phật giảng sanh. Thì bây giờ không ai giúp người này thì các ngài phải đến giúp chứ làm sao giờ? Nó. Còn nếu như Phật A Di Đà ngài đi rước bận quá thì ngài cho hàng thánh chúng đến hộ niệm. Nó. Quý vị coi cái câu chuyện nghịch duyên phải rõ ràng không? Đó. Giết mấy con heo mà bà này bà quy y bà niệm Phật cho đó. Mà gì mà mấy con heo có thiện căn nó giảng sanh. Trước khi mà bà giảng sanh mấy con heo mà giảng sanh thì cực lạc làm thánh chúng trở lại thấy chưa? Coi rõ ràng đó. Thấy không? Nó cái đó là rõ ràng rồi. Mình tính nguyện niệm Phật cuối cuộc đời mình không ai chờ sớm không ai biết niệm Phật đến giúp đỡ thì Phật A Di Đà sẽ đến, thánh chúng sẽ đến. Quý vị coi phải chắc ăn không? Phải tù thắng không? Mà Phật A Di Đà Bồ Tát Quán Thế Âm thánh chúng mà đến là quý vị chắc chắn giảng sanh rồi còn gì? Các vị này mà đến hộ niệm thì làm gì mà không giảng sanh? Nó mà phải tin kìa. Sợ bản thân mình thấy mình là kẻ phàm phu mình chứ không dám tin đó. Mình nghĩ rằng mình bây giờ mình là phàm phu tội lỗi mà làm gì Phật A Di Đà đến mà tiếp dẫn mình. Quý vị ô Phật A Di Đà ngày từ bi lắm quý vị ô là quý vị. Chứ không có đơn giản đâu. Một chúng sanh ở cõi ta bà ngũ trược ác thế mà chịu tin cái bổ nguyện của ngài mà niệm Phật dù là ghẻ chốc hoặc là bị cùi đuôi sức mẻ mà niệm Phật ngài cũng đến ngày rước. Ngài rước lên 10 phương chư Phật mới tán thán cái bổ nguyện của ngài. Ngài mà không rước những con người đó sao 10 phương chư Phật tán thán bổ nguyện của ngài? Cái bổ nguyện của ngài những con người như vậy mà còn được thành tựu giảng sanh, mà giảng sanh về thế giới cực lạc là nhất sanh bổ xứ, nhất Phật thừa, nên 10 phương chư Phật mới tán thán cái bổ nguyện thù thắng. Chứ nếu như mà con người giỏi đẹp trai như những đức mà niệm Phật giảng sanh thì bây giờ nói chi nữa bây giờ quý vị? Giờ nói chi nữa bây giờ? Nó cùi đuôi sức mẻ mà niệm Phật mà ngài đến tiếp dẫn thì 10 phương chư Phật mới tán thán ngài. Vì ngồi nghĩ suy nghĩ có đúng không? Cái chuyện làm khó làm, nghèo khổ què quặt không biết chữ dốt mà chịu niệm Phật mà ngài đến trước thì 10 phương chư Phật mới nói Phật ấy là số 1. Đặc biệt có những con người như vậy mà niệm Phật còn được thành tựu giảng sanh. Không chỉ những con người mà thông minh một chút, giỏi một chút mà niệm Phật thì chắc chắn là giảng sanh, không có nói vòng vo chứ. Cỡ Đức Hòa là niệm Phật là giảng sanh là chắc chắn rồi, không có nói vòng vo chứ. Đẹp trai ngon lành gì mà niệm Phật thì sao giảng sanh? Lâu lâu nhất lưng thì xin nghỉ một buổi thôi, lễ Phật tới cùng luôn Đức Hòa hết nhất lưng liền, thấy không? Càng nhất lưng thì càng lễ thẳng cái lưng ra, thấy không? Ủi cái đầu xuống thẳng cái lưng ra, từ từ hết nhất sống luôn. Đức Hòa này ông này ông biết ở đâu mà thấy tu trên rung đâu mà thấy cũng dễ thương á. À, đúng là người đàn ông đích thực, tu suốt cả ngày lẫn đêm luôn. À, được đó, cố gắng nghe, đừng có khen mai mốt nghỉ tu nghe trợ. Tôi khen nhiều người lắm mà nghĩ tôi hết trơn rồi đó. Kỳ cục cái đó biết sao lắm. Bởi vì người ta sợ tôi khen dữ lắm. Mà tôi khen mà không cố gắng là rớt á. Chứ phải chuyện giảng đâu đó giờ nhiều người lắm mà chứ không phải một vài người đâu. Nên người ta sợ tôi khen dữ lắm. Nên có những người mà ta lên tôi tu mà ta kiếm cái gì ta che lại đó. Không có dám đưa mặt ra. Sợ như Đức nhìn thấy khen chút gì chứ. Còn như Đức chê thì sống nổi. Chê thì sống nổi mà khen thì chết sạch hết trơn. Còn mình ông còn sống sót. Ông phải dũng mãnh tinh tấn lắm chứ không phải chuyện dẫn chơi đâu. Khen cho công chúng nó không đơn giản. Bây giờ bao nhiêu bà mà đang ngưỡng mộ ông đó, ông đang nhìn ngó ông đó chứ không dễ đâu. Thì cái gớt của mình là ngay cái chỗ mà khen quá nhiều người để ý. Tại vì sao? Vì cái người mà có sức ảnh hưởng nó nói tới tên mình một khoái là người ta đi nhìn. Bao giờ bạn bốn phương nó đang để ý ông. Thì cái lúc đó mà ông nghĩ đi Phật là rớt chứ sao giờ. Thêm được quán thân trái chủ nó cũng để ý ông luôn, nó tìm ông, nó làm những sống chơi vậy đó. Nhưng mà ông chịu chân thật mà ông tu là ông vượt qua một cái rồi xong, chỉ nghiệp. Nhưng mà ông giải đại là nó quất ông te tu luôn, mai mốt không thấy hình ảnh ở đây là biết. Nghĩ niệm Phật rồi đó. Ờ, hồi đó giờ bây giờ người ta sợ lắm, cũng có nhiều bà mới gặp những đức mới nói là Nam mô với là Phật, thầy đừng có khen nữa thầy. Thầy la thì chửi con đại đi, đừng có khen, con khen con sợ dữ lắm. Hồi đó con nhỏ trong chùa đang khỏe cùi cùi vậy đó, nó khỏe còn hơn là cái dưới thứ gì. Nhưng Đức khen cái bữa sau nằm luôn. Nó nói sợ thôi, thì đừng có khen, con sợ quá trời sợ.
Em không? Không phải là gì, nhưng mà do mà khen cái mà không chịu tu. Rồi ngã mạng lên, hứng lên là ngã mạng, không chịu tu là ghét chứ gì chứ. Chứ làm gì người ta khen mà bị. Siêng năng thì ngon lành chứ có gì đâu. Nó nên á, có những người mà tự nhiên mà đang lễ Phật mình nhìn thấy nó có nhân duyên đặc biệt nha. Thí dụ như mà mày gia đình của cô Diệu Thắm mà có cái ông ngồi sau lưng đó đó. Ông ngồi sau lưng đó chắc ông mới tu hay sao đó mà ông đó thấy đặc biệt đó chứ không có chuyện giật chứ đâu. Thấy chưa? Nãy giờ không nhắc ông bù hiu mà giờ dắt ông giơ tay lia lịa chứ. Quý vị có khi cũng thông cảm là có khi mà Như Đức đang lễ Phật, Như Đức có cái bệnh mà ai mà chào Như Đức là Như Đức không chào là không được. Nói quý vị mà Như Đức đang lễ Phật đừng có chào, chào Như Đức chào lại có nhiều người ta chữ chết mù nó, thầy gì đâu mà thầy mắc nết. Mà Như Đức có cái bệnh ta chào mình không chào là con mới được quý vị. Nó nên từ nơi đó mà thấy bữa nay mà bà Diệu Thắm nó độ mấy người trong gia đình đó, thấy cái ông sau lưng đó chứ cái bà ngồi kế bên là lễ Phật được á, ngon á, với Đức nít nó là tu ngon lành á, vậy cố gắng lên con. Nhưng niệm Phật là vô lượng công đức chứ không dẫn đâu. Cố gắng nên từ nơi đó mà từ nơi đó mà phải cái câu Phật hiệu này là thù thắng với lắm, mà phải tin kìa, nhớ trong nghịch cảnh nghịch duyên thành tựu thù thắng. Cuối cuộc đời không con người đến hộ niệm thì Phật A Di Đà đến hộ niệm. Bị tin đi 100%. Bổ nguyện cũng ngày mà nếu mà không thù thắng làm sao mười phương chư Phật tán thán ngài dữ dằn đi. Sao mười phương chư Phật không tán thán Phật khác á, mà tán thán Phật A Di Đà dữ đi. Vì Phật A Di Đà rước những kẻ còi cọc như mình, những kẻ sân si, những người tạo tội nghiệp như mình, những con người mà gọi là hư hỏng tệ bạc như mình, mà mình niệm Phật mà Phật rước mình đến mười phương chư Phật nó kinh khủng. Cái bổ nguyện Phật A Di Đà kinh quá, không dám tin nổi luôn. Một kẻ phàm phu như mình mà về cực lạc là Bồ Tát nhất sanh bộ xứ. Kinh chưa? Chưa từng thấy luôn á. Và tự nhiên không người giảng cái đoạn này nói chưa từng thấy. Không dám tin nổi, người không đủ thiện căn không dám tin. Đừng nói là kẻ phàm phu như mình không dám tin. Bồ Tát sơ địa còn không dám tin kìa. Đừng nói cho quý vị biết. Bậc A-la-hán mà nếu không có cái quay lực của Đức Thích Ca Mâu Ni mà nương vào mà nhìn thấy thế giới cực lạc, không tin. Bậc A-la-hán không tin. Vì cái thế giới cực lạc không có đơn giản. Quý vị có tôn giả Mục Kiền Liên, thần thông đệ nhất mà ngài dùng thần thông của ngài, mà ngài bay đi để mà ngài đo lường cái pháp âm của Phật khi giảng á, nó bay tới nơi nào. Vì mà ngài bay tới cái quốc độ của Đức Phật Thế Gian Tự Tại Dương Như Lai, mà ngài bay đến cái quốc độ đó rồi mà đệ tử của Đức Phật Thế Gian Tự Tại Dương Như Lai nhìn thấy ngài mà nói rằng là con kiến. Trời ơi, kinh khủng chưa? Mà đó là ngài Mục Kiền Liên á, bay đến cái quốc độ khác á, từ cõi Ta Bà mà bay đến cái quốc độ của Đức Phật Thế Gian Tự Tại Dương Như Lai. Mà đệ tử của Đức Phật Thế Gian Tự Tại Dương Như Lai khi mà ngài giảng pháp xong thì các ngài đó nói rằng: Bạch Đức Thế Tôn, khi ngài đang giảng pháp ở đâu có một con kiến con ong ở đâu mà nó bay ra đây? Thì Đức Phật Thế Gian Tự Tại Dương Như Lai nói rằng: đâu phải kiến ong đâu, mà đó là tôn giả Mục Kiền Liên, đệ tử thần thông đệ nhất của Đức Thích Ca Mâu Ni ở cõi Ta Bà. Đại chúng ai cũng không thể nào tin được, làm gì mà thần thông đệ nhất mà nhỏ xíu kỳ. Thì Đức Phật Thế Gian Tự Tại Dương Như Lai nói: này tôn giả Mục Kiền Liên, con hãy dùng thần thông, con biến vô lượng thần thông để cho hội chúng tin đi con. Thì lúc đó tôn giả Mục Kiền Liên ngày biến ra bự còn hơn những con người ngồi đó luôn, ngày biến vô lượng thần thông luôn. Lúc đó mới tin, à đây là thần thông đệ nhất, đệ tử của Đức Thích Ca Mâu Ni ở cõi Ta Bà. Thì lúc đó Đức Phật Thế Gian Tự Tại Dương Như Lai biết được cái tâm ý của tôn giả Mục Kiền Liên là muốn đo lường được pháp âm của Phật Thích Ca, giảng pháp nghe tới nơi nào. Thì vị biết rằng là lúc đó Đức Phật Thế Gian Tự Tại Dương Như Lai nói ông là bậc A-la-hán, không thể nào suy nghĩ đến pháp âm của Phật đâu. Pháp âm của Phật á, là bay tặng hư không khắp pháp giới luôn, không có quốc độ nào mà pháp âm của Phật không bay tới. Nên ông là bậc thanh văn, không có khả năng đó, nên trở về đi, không đi mà không bay đến được thế giới cực lạc. Thấy chưa? Bay đến cái quốc độ của chư Phật khác, không bay được tới thế giới cực lạc. Vì thế giới cực lạc là nương vào bổn nguyện để được Phật A Di Đà tiếp dẫn giảng sạch. Không đơn giản nha quý vị. Cái quốc độ cực lạc tuy rằng là về cực lạc dễ, nhưng mà không phải muốn về là về đâu, mà là phải tín nguyện niệm rồi cầu sanh về đó. Phật A Di Đà phải đến tiếp dẫn người đó, mà Phật A Di Đà mới dẫn đường đi thì mới đi về thế giới cực lạc được.
Tôn giả một kiện liên dòng thần thông đệ nhất mà còn không bay về tới thế giới cực lạc được. Vì nghĩ đơn giản sao? Nên nói là tín nguyện không có đơn giản. Rồi nói tới đoạn này mà không lấy la cho bể cái tivi này. Không có đơn giản đâu quý vị. Nói tới bổ nguyện là ghê lắm quý vị ơi. Khi nói tới bổ nguyện là cái mặt kỳ cục lắm, mỏ nhọn quét. Tại vì nó háo hức quý vị à. Chứ bây giờ cái biểu cảm diễn đạt này mà nó không có gọi là thật sự kích động thì nó không thu phục được nhân tâm của những con người mà tín nguyện yếu yếu được. Chứ không thể nào mà ngồi mà diễn nữa. Nó không còn diễn nữa quý vị, nó không còn diễn bình thường à, không phải gì nữa. Mà là nó là giống như là bóp đầu bóp cổ người ta, nó tín nguyện mà nó kinh lắm. Quý vị mà có cảm giác này thì sẽ biết à. Ai mà là người tín nguyện niệm Phật nói chuyện sẽ biết liền. Chứ không phải là lúc đó bị diễn nhẹ nhàng, nó không còn cái cảm giác bình thường đó nữa. Mà nó là đi sâu bổ nguyện rồi, tôi con mắt nó trợn như bánh xe, cái miệng nó hả ra chằng quạt. Mặt mày nó kinh khủng lắm, tại vì tín nguyện nó kích động vô tâm mình. Giống như háo hức cho mọi hoàn cảnh đó để mà về cực lạc. Cái người nào mà niệm Phật thật sự sẽ cảm được à, chắc chắn luôn. Nên quý vị biết rằng cứ tin câu Phật hiệu này đi, rồi vì sẽ thấy đặc biệt lợi ích lớn dữ lắm. Đừng có bao giờ mà nói rằng là phải nhờ người nào giúp khi cận tử nghiệp. Yên tâm, cứ niệm Phật đi, có người giúp cũng được, không có người giúp thì có Phật A Di Đà giúp. Còn nếu không Phật A Di Đà sẽ phái người đến giúp, còn nếu không Phật A Di Đà kêu những đức đến giúp cho. Đừng có lo, thấy không? Cứ yên tâm mà niệm Phật đi, có người giúp mà. Quý vị biết rằng á, có cái người này gặp Như Đức nói nghe. Thầy nói rõ ràng khi cận tử nghiệp không ai đến giúp. Có thánh chúng đến giúp. Khi bà đến bà hộ niệm cho người đó, bà nghe văng vẳng những tiếng niệm Phật mà gọi là thanh tịnh du dương vô cùng. Ghê chưa? Không đơn giản đâu quý vị ơi. Phải tin chỗ này, có người ta cảm ứng rồi đó. Có người cảm ứng đấy chứ không đơn giản đâu nghe. Phải tin. Phải tin bổ nguyện, tin 100%, tin không có bao giờ nghi ngờ một chút nào chứ. Tin bổ nguyện của Phật mà, chứ nếu đâu phải kêu bị tin những đức đâu. Kêu tin bổ nguyện của Phật, tin nhân, tin quả, tin nguyện của Phật tiếp dẫn đi, rồi niệm Phật đi. Niệm Phật là việc của mình làm, tiếp dẫn giảng sanh là việc của Phật làm. Tin đi, sẽ thành công mà. Chúc quý vị an lạc nha. A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. Chúng ta hẹn gặp nhau cực lạc quý vị ơi. A Di Đà Phật, A Di Đà Phật.